Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Hôm nay mình đi rước cháu nội mình đây các bạn ơi. Hiện giờ mình đang lên cầu Chà Già bảy Nhị Thiên Đường, có cầu Nhị Thiên Đường sorry gliti các bạn nghe, cầu Chà Già sau lưng á các bạn thấy không, bây giờ mình đang trên đường đi ra quốc lộ 50 tiếp tục đi thẳng đến vào quốc lộ 50. Đập bỏ cắt cầu mới đây, cầu kia bỏ cắt mới rồi. Thấy cháu nội đứt tôn chưa? Bắt đầu là hít đeo cái ngắt luôn á. Từ đây về tới nhà Vĩnh Long là coi như là không có rời, rứt không đứt, bứt không ra. Mi nó hay bị cái làm như là cái thế quả đây, đó đây là kêu bằng đại gia đình hay kêu bằng tiểu gia đình? Chắc tiểu gia đình chứ không phải đại gia đình. Gia đình nhà mình gồm có nhiêu đây đây các bạn? Với một cô gái ở bên Mỹ. Alameda nữa. Mấy cái đẹp quá kìa. Mấy đứa nó nói trời ơi cô ơi, chú về Việt Nam mà bỏ bé anh là tội nghiệp quá. Một mình tội nghiệp quá. Về chơi chứ đâu có về luôn đâu mà. Bỏ. Hello cô ba đi. Ông lấy cái tay vô coi động cái tiếng. Mày nó nhiều đó, hôm nay chở anh trước kìa. Tôi bán 500 ngàn, không dám 500. Tôi bán, còn ai mua không mua. Hôm nay mình về chở rước cháu nội mình về quê ăn Tết. Sẵn đó mình đi gấu vòng chơi luôn nha các bạn. Gấu vòng ở Cao Lãnh, An Giang. Cao Lãnh Đồng Tháp thì ở An Giang. Cao Lãnh Đồng Tháp hả? Cao Lãnh Đồng Tháp. Sorry các bạn. Quên. Bông nó nhỏ mà bông này chắc không kịp Tết. Ý, giỡn chơi rồi phải đó, ok đó. Chỉ là đứa nước vài bữa là đúng Tết đó. Vài bữa giờ bữa nay 29 rồi. Ừ. Ngày này hả, à, tối nay là nó nở rồi coi. Kỹ rồi, bút một xíu mà nở. Trời ơi, ngày qua chở cho mai về kìa, không có cái hậu, không có nở miếng nào trơn á. Mà tối tôi đi về cái nó nửa cây kìa. Đấy là không có tưới nước luôn á. Nhà ba không có la mai buồn nghe rồi vậy, hốt buồn cũng mừng chứ ba thích mai lắm á. Giờ mình mấy cái mai hôm nay tiêu hết trơn. Có cái cây qua mai kêu ba đi mua cái cây tắc cho ba nói. Ba nói với người ta, ba nói chủ yếu là bà nội nó muốn bẻ, muốn mua cây tắc về để cho có cháu nội có bẻ. Nó xấu cho nội hoài, cái nội lớn bây giờ nó ý thức cái chơi rồi đó mẹ. Ngày qua đi mua cái tắc vô lắm à, nhỏ kia trả cái tắc kia 600, thằng kia thì dứt giá 630. Cái ba nói thôi giờ hai người cứ kèn cưa cưa hoài, mà cái thằng kia thì đứng nó chờ chở. Một người thì muốn bán, còn một người muốn mua cho được, một người thì chờ có chở. Rồi ba đứng bay cưa hai, ba nói thôi giờ bên bớt 15 15, tức là bên đây bớt 15 bên kia trả thì 15 nữa. Cái cuối cùng cái thằng kia thì nó chịu, nhưng mà nhỏ này thì nó không có chịu. Cái cuối cùng biết sao, ba nói rồi ba bỏ ra 15, bỏ ra 15 ngàn. Mà bỏ ra 15 ngàn á, ai cũng đứng dòm ba, cười nói ba khùng cái gì. Tự nhiên ông này không có mua cái gì hết trơn mà bỏ tiền lên 15 ngàn chịu. Nó không có đâu, quá vui luôn. T-
tại vì một người có cây tắc để chở về có tiền ha, rồi một người bán được cây tắc cũng vui, rồi một người mua được cây tắc cũng vui nữa, mà tôi bỏ ra có 15 ngàn là tôi quá vui luôn. Ai cũng cười chứ. Mọi người đứng dòm ba nói bộ ông này khùng cái gì á. Nhưng mà không khùng đâu, tại vì tôi bỏ ra 15 ngàn mà bao nhiêu người vui, tôi mà tôi bỏ ra tôi tốn 15 ngàn tôi cũng vui nữa. Đâu vậy, hồi thử bỏ cho tôi vài trăm coi tôi vui không? Được thôi, muốn mấy trăm. Lớn này tôi không biết xài thì sáng sớm ghé tại có mua bánh bao ăn hết miếng rồi đó, chứ không là chịu nổi giờ này. Cống ăn nước mặn, ăn nước á. Ờ, cống đập ngăn nước mặn hả? Nước phèn, nước phèn. Nước phèn. Cái này là đường tắt lên Cao Lãnh nha các bạn. Mình mới vừa xuống cao tốc. Đường này kêu đường Diễu. Quốc lộ 62. Đi qua Cao Lãnh mình mới vô ra rạch dòng nha các bạn. Ủa gáo dòng chứ. Mẹ ngân thì kêu gáo dừa. Đồng ruộng bát ngát mênh mông các bạn thấy không, xanh miết luôn. Ở bên Mỹ đâu có lúa nước này. Các bạn xem đi, nhớ Việt Nam nha. Thanh Long. Ồ, vườn Thanh Long đẹp quá chứ. Giờ trồng nhiều lắm. Trồng từ đây dài dưới. Đói đi trên cao tốc đó. Tiệm không ra đây bán, tiệm không ra cũng lớn, ở quê bán gì lớn. Đi tiếp đường tỉnh 865 17 km nữa. Sang sang đây là rẫy khóm các bạn ơi, khóm đây nhiều lắm các bạn ơi. Cái này gì vậy con? Dạ nước uống ạ. À. Đâu dở ra cái nước uống khóm hả? Dạ không, cái này là nước. À nước cạn. Cái này đậu, đậu làm gì con? Dạ, làm kẹo khóm. Là làm kẹo khóm hả? Ở đây là ngào kẹo khóm nha các bạn. Wow. Ồ, cái này thắng nha hả? Nấu cho sắc là gì đó. À, nấu cho sắc là gì phải không? Rồi mới làm kẹo hả con? Xong cái sắt này đi ra bên kia nấu rồi nữa. À, cái khóm mình gọt ra mình nấu về phải không? À. Cho nó sắt lại như vậy. Để qua bên kia nấu ra vậy luôn. À. Nấu một cặp nữa chứ mấy một tặng cặp nữa hả? Nấu chập trong đó nữa hả? Ờ, chập máy quay á. À. Chú, chú bỏ lên mạng nghe con, chú bỏ lên mạng quảng cáo của con luôn ha. Còn chú đợi ngay cho mấy máy quay ra. À. Cái coi là cửa mạnh này hả? Rồi, cái này quay. Cái này mình bỏ đường chưa nha em? Bỏ đường nha. Ờ, bỏ đường rồi nè các bạn. Ờ, tôi bỏ rồi đó. Này mình quay. Hay quá. Ở trong này mình có cái gì với gì? Gừng hả? Gừng với đường. Đường, cốm. Dạ. Cốm. Nước cốt. Nước cốt dừa hả? Dạ, nước cốt dừa. Dạ. Đậu phộng. Đậu phộng. Này cho bạn nè. Mè nữa. Ờ. Nước mắm không em? Nhưng mấy ổ này nó đẩy nó mũ kìa, ăn cách. Ờ, 2, 4 chảo. Cái này là mình tự chế mình làm chứ cái này đâu có máy ha, là mức à, máy là mức này là mình tự mướn ra người ta làm máy cho mình phải không? Dạ dạ. Hay ha. Ai biết kiếm cái coi. Máy này nó rất là đơn giản nha. Nó chỉ chạy motor nó kéo nó quậy dạ. Thôi chứ đâu có làm gì nữa đâu. Dạ. Tự motor nó quậy thì mình làm thôi, phải không? Mà bỏ nhiều này vô đây nó quậy, cái này gần tới rồi phải không? Dạ, này gần tới rồi. Ồ. Hay quá. Hồi đó giờ nghe nói kia cái chợ thốt mười khóm tao biết đâu. Dạ. À, mình đi tới đây mới nghe nói. Dạ. Còn bên đây nguyên liệu là gồm có gì à, con? Dạ có gồm cái bột. Ừ, bột này bột gì? Dạ bột mì tinh. À bột mì tinh, bột ấu hả? Bột ấu dạ. À bột ấu, bột mì tinh. Dạ. Rồi gừng. Gừng đây mới sắc sợ. À sắc dạ, sợ ra. Sợ, dạ. À, rồi dưới mè. Dạ, mè, nước cốt dừa. Mè, nước cốt dừa.
À, cái này làm ra cái này. Cái đó là cái ghìa. À, cái ghìa ha, cái này cái dụng phải không? Dạ, cái dụng cái ghìa cắt bỏ hồi nãy lại. Chú ăn thử miếng được không? Dạ, đấy con cắt cái này cho chú ăn. Dạ hả? À, dạ. Chú ăn thử miếng nè. Nó có cắt ra miếng dĩ dĩ nè hai con. Cắt ra nhỏ ăn mình bỏ bọc mình. À, ra dĩ dĩ nhỏ vậy mới bỏ vô bọc hả? À. À, à. Ủa hai bề nó có đậu hết trơn ha. Để mình ăn thử nha các bạn. Ôi ngon quá. Con ơi, chú bác họ phát hiện cái trái khóm gì ngộ vậy nè. Hả? Cái khóm phụng phụng. Bán mà sao đem vô đây em biết chưa đem ra. Dạ hả? Đâu con lấy ra chú quay phim nó cái. 1.000 cái à. Nhiêu? Tầm 100.000 hả? Ồ. Cái khóm phụng. Đây này đẹp không? Đẹp không? Trời ơi, đẹp quá. Đẹp lắm. Đẹp quá con ơi. Trời ơi. Con bưng đẹp không đây nè. Đây mới đẹp nè đó. À, thế thế luôn mới đẹp. Ừ. Ngon ha. Mình xay xay qua cảm điều quá. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Ngon thiệt. Quay phim luôn. Quay phim rồi ăn quay phim rồi. Rồi con vô con đập chai đây con. Quảng cáo rồi. Quảng cáo rồi. Mua chai. Con lấy sức qua đây. Nó đủ sáng. À đây đó vậy hả. Ồ đẹp quá. Cái này là lâu lâu nó mới có con trái hay là dạ, lâu lắm, mới xử lý. Chỉ có thôi. Vậy hả? Xử lý mới có hả? Chứ cái khóm này ra nè, chỉ khóm thường thôi phải không? À. Con để tạm bàn chút chụp bôi hình được không? À đó vậy đó. Rồi bây giờ mình đem vô mình cắt khuôn ra phải không? Tức là mình cắt từ cái nhỏ cái lớn hả? Dạ mình cắt giá phải không? Để ra cho nó nhỏ ra mình bỏ vô cái bánh. À đem ra đây để mình cắt nhỏ vuông 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 ra phải không? Dạ. À, như cái miếng hồi nãy đưa cho chú ăn thử phải không? Dạ. À, cái này mình làm xong ra đây rồi mình mới cán đậu lên phải không? Dạ. Làm sao cho nó mỏng ra rồi mình đổ đậu lên. À đổ đậu lên mình cán lên. Khi mà thắng cái này là nó tới rồi đó ha. Dạ. Là mình đổ ra đây mình cán ra. Cán cho nó đều ra rồi mình. À được lớp dưới có đậu không? Dạ có. Hai mặt có đậu. Hai mặt. Rồi mình cán bằng cách nào? Lật lại. Dạ mình. À tức là sao mình rải đậu lên mình cán rồi mình lật cái lại cái mình cán cái đậu về kia cái nữa. Bởi vì nãy chú ăn thử miếng đó nó hai bề nó có đậu hết. Giống như vậy có mình cắt lại. À lật gấp cho lại. Rải cái đó. Rồi. Hay công nhận hay. Đây nó có đậu á. À, đây nào có đậu hết. Hay quá. Đây các bạn thấy không? Khóm mà chắc ra là vậy đó. Đây các bạn thấy nó khóm không? Các bạn thấy khóm da xanh xanh vậy á nhưng mà gọt ra ăn rất là ngọt. Rất là ngọt các bạn. Đây là xứ khóm luôn, làng khóm luôn. Đây địa chỉ của các bạn Cà Lò Kẹo Khóm Kim Quang số 1 ấp Mỹ Thành xã Mỹ Phước Tân Phước Tiền Giang. Đây, các bạn cứ đi ngang đây nhớ ghé cơ sở này mua bánh kẹo khóm này các bạn. Có bán các loại kẹo khóm. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Ờ, đây là thành phẩm rồi đó các bạn. Đây các bạn thấy kẹo thành phẩm không? Đây tôi quay kẹo thành phẩm cho các bạn xem. Đây khi làm xong là cắt nhỏ ra đóng gói vô hộp như này các bạn. Đấy, có thương hiệu đàng hoàng. Có đăng ký kinh doanh sản xuất đâu đó rõ ràng nha các bạn. Trong đóng hộp có tem có nhãn đồ đó đàng hoàng chứ không phải là làm tầm bậy tầm bạ. Vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm đồ đó rõ ràng.
Rồi các bạn nào có đi ngang đây ghé đây mua kẹo ủng hộ cơ sở nha các bạn. Này các bạn thấy khóm treo không? Rất là đẹp luôn. Rồi xin chào các em chúc các em năm nay bán đắt nha. Rồi ăn Tết lớn ha. Gặp anh bạn vui vẻ quá. Rồi rồi. À, anh quay để bỏ lên YouTube. Dạ, dạ, dạ. À, cứ lên Thanh Triều Võ là có dạ, dạ, dạ. Vô YouTube ha dạ. Rồi cảm ơn em nha dạ, dạ. Rồi, rồi bye.